Hello, xin chào các bạn trở lại với My Life TV, kênh chia sẻ về những cái đồ dùng trong gia đình nhé. Thì hôm nay mình đã sẽ giới thiệu với các bạn một cái kệ. Đây, các bạn đang xem đây, một cái kệ. Cái kệ này là cái kệ TV ở ngoài phòng khách tầng 2 của mình nhé. Phòng khách này mình làm để là cái phòng khách sinh hoạt chung của gia đình nhé. Thì cái kệ này nó có màu mình thiết kế theo cái không gian của cái phòng khách này, là cái phòng là cái màu óc chó. Gỗ thì là cái gỗ có gì nhỉ, tự nhiên lại quên mất tên gỗ rồi. Đây là gỗ thịt nha các bạn nhé, nhìn nó giống như kiểu là gỗ công nghiệp nhé các bạn. Mình thiết kế theo cái dạng như gọi là flat đấy, cho nên là nó giống như kiểu gỗ công nghiệp. Đây các bạn nhìn thiết kế theo thời xưa, theo đúng chuẩn thì các bác sẽ thấy được là nó có những cái gân rất là to và lỗ như này, có cái cửa như này đấy, cái gân rất là to. Nhưng mà ở cái này thì thiết kế dạng flat lắm, những cái ni như này thì là mình sẽ làm nó vuông và nó sẽ lông thôi, thì nó cảm giác như gọi là thiết kế flat đấy, phẳng. Gỗ này là gỗ sồi Nga nhé, nhập khẩu. Cái này mình làm dài nó tầm cỡ hơn 2 mét các bạn ạ, tầm 2,8 mét rồi đấy. Ở đây nó có, mình thiết kế một cái chỗ ngăn giữa này, thì để ngăn giữa này thì mình không làm cái phần kéo ra đây, không làm ngăn kéo bịt, mà là mình để này để sau này sẽ để những cái âm ni hoa đài á, âm ni ở đây để cho nó nhìn cho nó dễ. Còn ở đây hai bên sẽ là hai cái hộc để kéo ra kéo vào. Ở dưới này có một cái này, thì cái tay lắm của cái hộc này thì mình cũng không làm cái quai gì ra cho nó gồ ra nó xấu nhá. Thì mình làm cái gờ như này, các bạn xem kỹ này, gờ có thể móc vào bên trên này nhá, móc vào bên trên này. Bên trên này cái độ sâu của cái gờ này nó chỉ tầm vừa một nửa của đốt ngón tay thôi. Thì mình cầm vào đây mình móc này, này. Cầm tay để kéo ra kéo vào dễ này. Ở chỗ cái giữa này thì mình sẽ chia ra làm hai, chia trên ra và bên dưới ra. Bên trên thì để hở, như bên dưới này thì sẽ có hai cái hộc để đồ ạ, để đồ này, để đồ dây điện thừa hoặc là dây điện, hay là bất kỳ một cái vật dụng gì của cái âm ni loa đài để vứt vào đây, hoặc là có băng đĩa thì hình như vứt vào đây. Thì bên đây cũng có hai cái hộc cũng giống bên kia, song song với nhau, thì nó đối diện nhau như này thì nó sẽ là song song với nhau. Đây các bạn xem độ dày của gỗ này, độ dày của gỗ này tầm 2 ly các bạn ạ, 2 ly nhé. Chân này thì gọi là chân quỳ các bạn ơi, chân này nó mốt rất là đẹp đây. Cái này nó thiết kế theo bản vẽ của tổng thể của cả cái nhà này, cái đồ gỗ ở trong nhà này thường làm bằng cái chân quỳ như này, chân bo tròn, mình cứ gọi nó là chân quỳ đi. Đây là chân quỳ như này. Thì tổng thể cả cái tủ này rất là nặng các bạn ạ, khá là nặng ấy. Một người bê cái này phải tầm hai người bê khệ lệ luôn. Đấy, mình để ở trong cái gỗ này nhé. Đối với cái gỗ mà gỗ sồi Nga này ạ, thì khi mua về thì các bạn phải sấy tầm cỡ 17-18 ngày á, để cho nó khô kiệt đi. Tại vì khi nhập khẩu về cái gỗ này nó vẫn còn ướt, nó khô ở bên vỏ ngoài nhưng mà lõi nó vẫn ướt, thì các bạn phải để nguyên nó mà sấy khoảng tầm 18 ngày, 17 ngày, chuẩn nhất là khoảng tầm 17 ngày. Không thì nếu mà sấy tốt hơn nữa phải cỡ 24 ngày các bạn ạ. Sấy khoảng tầm 24 ngày thì nó mới khô được hết. Mà khi các bạn ra thành phẩm thì khi để vào trong cái môi trường bình thường, nhiệt độ bình thường thì không sao. Nhưng mà khi các bạn mà đưa vào trong cái phòng điều hòa nhá, trong phòng điều hòa thì các bạn sẽ bị nó nứt hết ra, nứt toác cái mặt này ra luôn, nứt toác ra. Hoặc là những cái phần mà nó giao giáp nhau ấy. Đây, những cái chỗ phần giáp nhau ở những cái, đây, những cái chỗ này này các bạn này, những cái chỗ này mà các bạn mà dính liền là bôi keo hoặc là ấy, chỉ ở đây ấy, bôi keo ở đây nó sẽ nứt ra luôn đó. Đây những cái khe này này, đưa vào trong ngò điều hòa nó nứt ra đấy.
Như, cho nên là các bạn này, tại vì cái gỗ này đặc thù của nó, đặc thù của cái gỗ này là bị hay giãn nở khá nhiều. Nó chỉ giãn nở nhưng mà không cong vênh. Gỗ sồi Nga này thì giãn nở không vênh, và cái thứ hai nữa là nó hay bị ăn mòn mòn rác ấy. Nên là cái vấn đề về xử lý về bề mặt của nó này cậu thì cũng phải cần xử lý tốt để chống mũ, chống mọt, chống mối. Cái này, gỗ này nó sẽ nhẹ, nó nhẹ, và nó cái vân của nó ấy thì là nó vân của nó nhỏ hơn, vân của nó nhỏ này, là cái vân của nó nhỏ nhỏ thôi, và nó có những cái đường song song như này, đây là cái vân song song này. Đây các bạn để mình soi kỹ này. Sơn cái màu gỗ này và sơn mấy ốc chó, toàn bộ đồ trong nhà thì nhìn nó rất là sang đẹp, lại là trầm. Đây mình lèn của mình, đây mình lèn của màu là màu ốc chó, và mình lấy luôn cái đồ, mình sẽ quay xa cho các bạn xem nhé, quay xa cho các bạn tổng thể cái, mình quay tận đằng này đi, đây các bạn sẽ thấy không, đấy cái kệ tivi á, kệ tivi. Sau này để cái tivi lên đây thì để cái tivi cỡ tầm 65 inch cũng vừa, hoặc là chơi cái 50 inch ở chỗ này. Kệ tivi và phong cách thiết kế là dạng phẳng hay còn gọi là flat, chân bo tròn hoặc gọi là chân quỳ. Và không có những cái tay ấy, đây không có những cái tay nắm để kéo cửa, mà chỉ là của tay âm, tay tay móc. Mình làm là bốn đấy, bốn hộc. À, 6 học các bạn, xin lỗi các bạn là 6 học nhé. Hai học hai bên, hai học hai bên này, và hai học ở ngăn giữa. Cái này mình chưa ấy, mình chưa khoét cái chân, à, khoét cái lỗ nó ra ngoài làm sao đâu. Thế sau này mà dây điện các bạn nhớ khi ấy nhá, khi khi mà đặt người ta làm hoặc là các bạn tự gia công ấy thì là phải khoét cái lỗ ở chỗ khu này, khoét trước cái lỗ đi. Khi đặt vào đây rồi đi khoét cái lỗ là phải tìm dụng cụ, nó hơi mệt. Khách hàng người ta sẽ, người ta không có đồ để khoét, cái lỗ chả khoét được. Các bạn thấy đẹp hay là thấy có một cái ý tưởng gì khác hơn nữa mà để cho nó đẹp hơn nữa thì các bạn comment bên dưới nhá, mình sẽ trao đổi với nhau. Tôi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái sản phẩm và những cái video tiếp theo.